bạch huyết ở phổi bao gồm hai hệ thống là hệ thống nông, hệ thống sâu. Hệ thống nông là nằm bạch huyết nằm ở dưới cái lá tạng mạc phổi, còn hệ bạch huyết sâu là bạch huyết chảy dọc theo các cái cây phế quản và các cái mạch máu của phổi. Và cả hai hệ thống này thì đều dẫn lưu bạch huyết mà đổ về hạch rốn phổi trước khi ra hạch trung thất. Đây là cái sơ đồ của cái dẫn lưu bạch huyết ở phổi. Thế thì ở trong cái hệ dẫn lưu này thì ở các cái tác giả phương Tây thì đề cao vấn đề là vai trò của cái hạch nhóm 7 là hạch dưới carina. Thì coi đây là cái hạch trạm trung gian chuyển tiếp giữa cái hệ bạch huyết trong phổi và hệ bạch huyết trung thất. Thế thì về các cái hình thái di căn hạch ở trong ung thư phổi thì có hai cái hình thái là theo tuần tự và di căn cách quãng, tức là có thể di căn hạch trung thất mà bỏ qua hạch rốn phổi. Thì cái tỷ lệ di căn cách quãng này chiếm khoảng trên dưới khoảng 30% tùy theo cái từng báo cáo. Và di căn một số cái tác giả ở Nhật Bản thì có một cái nghiên cứu rất là sâu mà các tác giả này chụp cái hệ bạch mạch huỳnh quang ở những bệnh nhân ung thư phổi để xác định cái đường cái di căn theo đường bạch huyết, thì thấy rằng là biết phải thì bạch huyết ở trong phổi đến hạch rốn phổi đến hạch dưới carina hoặc là hạch cạnh phế quản bên phải và liên hạch thường đòn phải, và rất hiếm khi mà có hiện tượng di căn của các cái tổn thương ở bên phải mà liên hạch thường đòn bên trái. Còn bên trái thì dẫn lưu bạch huyết nó sẽ phức tạp hơn theo đường bốn con đường. Một, thứ nhất là có thể là theo hạch dưới động mạch chủ lên hạch thường đòn trái. Hai, thứ hai là hạch cạnh động mạch chủ lên thường đòn trái. Hoặc cách thứ ba là từ hạch rốn phổi thì lại chia làm hai đường, một đường là theo nhóm hạch cạnh khí quản phải, một đường theo hết cạnh khí quản trái và lên hạch thường đòn. Và đường thứ tư là từ hạch rốn phổi đến hạch dưới carina đến hạch trước khí quản, hạch cạnh khí quản đến hạch thường đòn trái. Tức là ở bên trái thì có thể có cái hiện tượng là di căn từ hạch từ phổi u ở phổi bên trái và di căn đến hạch thường đòn bên phải. Đây là cái sơ đồ mô tả cái bốn cái đường di căn hạch bạch huyết bên trái. Về giải phẫu của hệ thống hạch thì hầu hết các cái tác giả trên thế giới nó đều thống nhất theo một guideline chung là chia làm 14 nhóm hạch và chia làm 5 chặng, chặng ở dưới đòn, chặng ở trung thất trên, chặng hạch động mạch chủ, chặng hạch trung thất dưới và chặng hạch N1. Thế thì có một cái số cái vùng hạch mà còn tranh cãi, đó là cái nhóm hạch giữa nhóm 2 và nhóm 4, hoặc là vùng chuyển tiếp giữa nhóm 4 và nhóm 10 ở góc khí phế quản, hoặc là ranh giới giữa nhóm 7, nhóm hạch dưới carina và hạch nhóm 10 ở sát phế quản gốc, hoặc là ranh giới phía dưới của nhóm hạch nhóm 7 với cái hạch nhóm 8, hoặc là xếp cái nhóm hạch cạnh lên trái khí quản vào nhóm hạch trung thất trên. Đây là một số cái vùng còn nhiều tác giả còn tranh cãi. Thế thì các cái phương pháp chẩn đoán hạch trung thất thì bao gồm có ba phương pháp là chẩn đoán hình ảnh, nội soi và phẫu thuật. Thế thì ngày nay thì PET-CT đã được sử dụng rất là phổ biến với cái độ nhạy, độ đặc hiệu khá cao. Và gần đây thì các cái phẫu thuật mức độ xâm lấn vừa phải là chọc hút xuyên thành phế quản dưới hướng dẫn của siêu âm thì cũng đã được triển khai ở bệnh viện, ở trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai, theo tôi nắm được. Thế thì một cái guideline của cái tạp chí phẫu thuật tim mạch lồng ngực châu Âu xuất bản năm 2014 thì đề cao rất là đánh giá rất là cao cái vai trò của cái hạch trung thất liên quan đến chỉ định. Tức là theo cái guideline này thì nếu mà trường hợp mà có hạch trung thất dương tính thì người ta sẽ không phẫu thuật nữa mà sẽ điều trị bằng các cái phương pháp đa mô thức khác, còn chỉ có chỉ định phẫu thuật trong những trường hợp mà hạch trung thất âm tính. Vậy thì tại sao lại nói vết hạch? Thì câu hỏi này thì có rất là nhiều cái cần thiết. Tức là người ta thấy là ung thư phổi tế bào nhỏ thì di căn hạch rất là sớm, và tuy nhiên thì hầu hết các cái thăm dò trước mổ kể cả PET thì cũng không độ đặc hiệu và độ nhạy không đạt được thể 100% được. Và nhiều nghiên cứu chỉ ra là 60% bệnh nhân ung thư phổi ung thư biểu mô tuyến thì được chẩn đoán N1 trên CT trước mổ nhưng mà lại có N2 bệnh lý sau khi phẫu thuật, tức là có sự không thống nhất giữa cái thăm dò hạch trước mổ và sau mổ. Và ngoài ra thì có cái hiện tượng của di căn hạch cách quãng, có thể hạch N1 không có nhưng mà có thể có di căn hạch trung thất. Và phẫu thuật nạo vét hạch thì cũng giúp đánh giá chính xác cái giai đoạn bệnh sau mổ
có N1 hay là N2 bệnh lý hay không, và giúp cải thiện tiên lượng bệnh. Thế thì nhiều nghiên cứu đã chỉ ra có cái sự cải thiện tiên lượng bệnh sau nạo vét hạch. Có một nghiên cứu với số lượng rất là lớn, 1.654 bệnh nhân của tác giả Nhật Bản, thì tất cả cái giai đoạn thì cho thấy là có sự khác biệt giữa việc nạo vét hạch và không nạo vét hạch. Thì nạo vét hạch thì được khái niệm, được định nghĩa, tức là nạo vét hạch là lấy bỏ cái tổ nguyên cái tổ chức ung thư, có thể chứa tế bào ung thư bao gồm cả hạch và tổ chức mỡ theo cái mốc giải phẫu. Và theo hồi phẫu thuật châu Âu thì lấy tất cả các nhóm hạch và tối thiểu là phải 3 tràng hạch trung thất bao gồm cả hạch dưới carina. Hiện nay thì có 5 phương pháp nạo vét hạch, trong đấy 2 phương pháp phổ biến là nạo vét hạch hệ thống và nạo vét hạch chọn lọc theo thùy. Thì nạo vét hạch hệ thống thì có ưu điểm là nạo vét hạch được triệt để, tuy nhiên thì có cũng nhiều nhược điểm như là tăng thời gian phẫu thuật, tăng nguy cơ mất máu, kéo dài thời gian dẫn lưu, rò khí, rò dính dấp và tổn thương các tạng khác. Thì không phải tất cả mọi bệnh nhân đều mà có lợi khi mà nạo vét hạch hệ thống. Thì người ta nhận thấy là phần lớn bệnh nhân ung thư phổi tái phát là do di căn xa, thậm chí ở giai đoạn 1 do một cái vi di căn nào đấy ở tại điểm phẫu thuật. Và nạo vét hạch thì chỉ giúp kiểm soát cái tình trạng tại chỗ tốt hơn mà không cải thiện người ta dẫn bệnh nhân sống thêm. Và đối với những bệnh nhân mà không có di căn thì nạo vét hạch cũng không tăng thời gian sống thêm mà chỉ khẳng định là không có hạch thôi. Như vậy là những cái bệnh nhân mà có lợi nhất từ nạo vét hạch hệ thống là những bệnh nhân có hạch N2 mà chưa có di căn xa. Cái số lượng này bệnh nhân này rất là ít. Hiện nay thì đang phổ biến là bệnh nhân ở giai đoạn 2 và 3 thì chúng ta sẽ phẫu thuật cắt thùy phổi hoặc cắt phổi. Tuy nhiên những bệnh nhân giai đoạn sớm thì bắt đầu ở những cái giai đoạn sớm hơn thì có thể là cắt phổi tiết kiệm hơn. Cùng với đấy thì nạo vét hạch cũng đang chuyển dần theo là hướng là nạo vét từ hạch hệ thống sang nạo vét hạch chọn lọc. Thì đây là một cái quan điểm nạo vét hạch chọn lọc thì rất là phổ biến ở Nhật Bản. Theo các tác giả Nhật Bản thì họ không đề cao quá cao đối với những cái hạch dưới carina, tức là lấy ít nhất là 3 tràng hạch ở phổi và trong phổi, và lấy ít nhất là 3 tràng hạch trung thất, hoặc là lấy ít nhất là tổng cộng 6 tràng. Đấy, tác giả Amabura thì cho rằng là tùy vào cái vị trí khối u thì có thể quyết định là nạo vét hạch, chẳng hạn như là đối với u thùy trên ở phổi phải hoặc là u phân thùy đỉnh ở phổi bên trái thì không cần thiết phải lấy hạch ở trung thất dưới, và có thể là hạch nhóm 7 thì không cần lấy nếu mà trường hợp mà không di căn hạch trung thất hoặc là không di hạch trung thất trên. Ngược lại thì đối với u thùy dưới cả hai bên thì không cần thiết phải lấy hạch ở trung thất trên nếu mà không có di hạch rốn phổi và không di hạch nhóm 7. Thì có rất là nhiều cái nghiên cứu ở Nhật Bản đã khẳng định được điều này. Đây là một số cái nghiên cứu. Như vậy là có sự khác nhau về quan điểm của con đường di căn hạch và vai trò của hạch dưới carina. Thì cái này có thể có vấn đề gì khác nhau về giữa châu Âu và châu Á, có thể là vấn đề về chủng tộc chăng. Và có hai quan điểm nào vết hạch là nó vết hạch hệ thống và nào hạch cho theo thùy thì là hiện nay đang phổ biến. Thì tùy lựa chọn trường hợp nào thì tùy trường hợp, nhưng nào vết hạch chọn lọc theo thùy là kỹ thuật tiêu chuẩn trong những trường phát hiện sớm u ở ngoài vi kích thước nhỏ hơn 3 cm và hạch N1 âm tính. Đây là một số cái hình ảnh mà nào vết hạch. Cái này thì chủ yếu là cho các cái phẫu thuật viên thôi. Hôm nay em cũng thấy một nhóm vết hạch nhóm 7, nhóm 8 bên phải. Bên trái đây là nhóm hạch nhóm 2, nhóm 4. Đây là hạch nhóm 5, nhóm 6. Đây thì em xin kết thúc phần trình bày.